kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ. Bản tin được phát hàng ngày trên kênh CRTV của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, ngay bây giờ là một số tin tức nổi bật trong nước và quốc tế. Chiều ngày 22 tháng 10 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2020-2023, chuẩn bị lên đường nhận công tác mới. Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được Đảng, Nhà nước tin tưởng bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới. Các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài được bổ nhiệm đợt này đều trải qua nhiều cương vị công tác, dày dặn kinh nghiệm và được trang bị về các kỹ năng đối ngoại. Theo Chủ tịch Quốc hội là trưởng đại diện cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, các cán bộ cần phải nắm đầy đủ những chủ trương, chính sách, quan điểm đường lối của Đảng, thúc đẩy ngoại giao văn hóa, ngoại giao nghị viện, xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc dạy tiếng Việt cho con em kiều bào, vì tiếng Việt là hồn cốt của dân tộc. Thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, ngoại giao cần phối hợp chặt chẽ với quốc phòng và an ninh, triển khai nhiều kênh đối thoại, tiếp xúc để đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tranh thủ tiếng nói ủng hộ của bạn bè quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng là người đại diện cho Tổ quốc, cho Nhà nước Việt Nam và là người đứng đầu cơ quan đại diện ở nước ngoài. Các đại sứ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phấn đấu hết sức mình, đoàn kết vững mạnh để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Hội thảo chuyên gia do Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức với chủ đề Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định tổ chức thực hiện các đột phá chiến lược phát triển đất nước trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã được tổ chức ngày 22 tháng 10 tại Hà Nội. Phát biểu để dẫn hội thảo, Phó Giáo sư Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, chủ nhiệm đề tài cho biết, dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 nêu 3 đột phá chiến lược do Đại hội 11-12 của Đảng xác định có ý nghĩa giá trị lâu dài, vẫn còn nguyên giá trị và sẽ được điều chỉnh bổ sung các khâu đột phá cụ thể phù hợp với yêu cầu, điều kiện của từng giai đoạn phát triển. Tham luận tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung cho ý kiến vào một số vấn đề như cách tiếp cận việc xác định và tổ chức thực hiện các đột phá chiến lược trong giai đoạn 2021-2025, trong chiến lược 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định và tổ chức thực hiện, căn cứ lý luận và thực tiễn xác định các đột phá chiến lược trong giai đoạn 2021-2025, trong chiến lược 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Kết quả hội thảo là cơ sở để Ban chủ nhiệm đề tài và Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương xây dựng báo cáo tư vấn trình tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 vừa công bố dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Trong đó, về kinh tế, dự thảo nêu chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP bình quân 5 năm tới khoảng 6,5 đến 7%. Dự thảo nêu chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP bình quân 5 năm tới khoảng 6,5 đến 7%. GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 4.700 đến 5.000 USD. Cùng với đó, chỉ tiêu cho giai đoạn tới, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP đạt trên 25%, kinh tế số đạt khoảng 20% GDP. Về xã hội, dự thảo định hướng một số chỉ tiêu 5 năm tới như tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 67 năm, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đến năm 2025 khoảng 25%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 là 70%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm tới bằng khoảng 32 đến 34% GDP. Tỷ lệ huy động nguồn ngân sách giai đoạn 2021-2025 đạt từ 15 đến 16% GDP. Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, quy mô nền kinh tế năm 2020 dự kiến đạt khoảng 340 tỷ USD, tương đương với 7,99 triệu tỷ đồng, và GDP bình quân đầu người khoảng 3.490 USD. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ vừa ký văn bản hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2020-2021, trong đó có phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ được tổ chức theo hướng giữ ổn định như năm 2020, nhằm đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh sau 12 năm học theo chuẩn đầu ra của chương trình, bảo đảm kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực của học sinh, có độ tin cậy và sự phân hóa. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết kết quả kỳ thi vẫn được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh và cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục, điều chỉnh quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong các trường phổ thông. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Giáo dục Đào tạo đặt ra là làm tốt công tác lựa chọn nhân sự cho kỳ thi, nâng cao chất lượng của công tác tập huấn nghiệp vụ cho tất cả lực lượng tham gia tổ chức thi. Đặc biệt, chú trọng tập huấn kỹ về nghiệp vụ cho cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra giám sát, đồng thời chuẩn bị ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa đủ lớn để phục vụ cho việc ra đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông, từng bước chuẩn bị để có thể tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính ở những nơi có đủ điều kiện. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu các sở giáo dục đào tạo chuẩn bị sớm đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, xây dựng các phương án dự phòng để xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi, tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên định kỳ theo định hướng đánh giá phẩm chất và năng lực, bảo đảm sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, nhất là tình hình tăng mạnh trở lại ở khu vực châu Âu, Việt Nam lại mở cửa đón người Việt từ nước ngoài trở về và các chuyên gia nước ngoài đến làm việc, nên việc tuân thủ tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh luôn được đặt lên hàng đầu. Tại Việt Nam, trong 24 giờ qua ghi nhận 3 ca mắc mới, đây là những ca nhập cảnh được cách ly ngay. Đến nay, Việt Nam đã chữa khỏi cho 1.049 người. Đến hôm nay đã 51 ngày liên tiếp không có ca mắc mới tại cộng đồng. Tổng cộng hiện có 1.148 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.049 ca điều trị khỏi, 35 ca tử vong, số người cách ly là 13.652 người. Tại thủ đô Hà Nội, từ ngày 17 tháng 8 đến nay đã sang ngày thứ 66, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã 83 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng. Hiện nay ở các đô thị lớn, mật độ dân cư cao, nguy cơ lây nhiễm vẫn còn. Tại nhiều địa phương vẫn còn tình trạng chủ quan lơ là của người dân đối với việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như không đeo khẩu trang khi ra ngoài, tụ tập ăn uống, vui chơi đông người. Bộ Y tế đề nghị các bộ ngành địa phương cần tuân thủ tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị các tình huống dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng về cách ly, giám sát, xét nghiệm, thu dung điều trị, chuẩn bị những vấn đề an sinh xã hội. Ngày 22 tháng 10, thế giới trải qua ngày cực kỳ tồi tệ khi ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới cao nhất từ trước đến nay với 478.132 trường hợp, trong đó 6.470 ca tử vong mới. Đến nay, toàn cầu ghi nhận trên 41,9 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 1,1 triệu trường hợp tử vong và hơn 31,1 triệu bệnh nhân bình phục. Trong ngày 22 tháng 10, Mỹ, Ấn Độ và Pháp ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất thế giới, lần lượt là 74.301, 54.482 ca và 41.622 ca. Tại Mỹ, nhiều bang đã ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao chưa từng thấy. Trong ngày 22 tháng 10, số ca nhiễm mới COVID-19 ở Mỹ đã quay trở về thời kỳ đỉnh dịch hồi tháng 7. Thực tế này củng cố khuyến cáo của giới chuyên môn cho rằng dịch bệnh sẽ gia tăng khi thời tiết lạnh hơn. Tại châu Âu, dịch tiếp tục diễn biến phức tạp khi nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm mới lên mức cao nhất trong một ngày. Theo thống kê, số ca nhiễm mới tại châu Âu đã tăng 100% trong 10 ngày qua. Đến nay, châu Âu ghi nhận 7.755.488 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 245.508 bệnh nhân tử vong. Ngày 22 tháng 10, Thủ tướng Pháp thông báo mở rộng lệnh giới nghiêm ban đêm áp đặt tại 9 thành phố sang 38 tỉnh và vùng Polynesia thuộc Pháp, bắt đầu từ nửa đêm 23 tháng 10 và kéo dài trong 6 tuần để đối phó đại dịch COVID-19 đang hết sức nghiêm trọng tại nước này. Sau Pháp, Anh ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày 22 tháng 10 cao thứ 2 châu lục với hơn 21.000 ca. Italia, Bỉ, Séc, Ba Lan, Hà Lan, Đức đều ghi nhận số ca nhiễm mới trong khoảng từ 9.000 đến hơn 16.000 ca. Tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Tối ngày 22 tháng 10 tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh, Tiểu ban tuyên truyền khánh tiết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Tiểu ban chủ trì buổi tổng duyệt. Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề Tự hào dưới cờ Đảng vinh quang được chia làm 3 phần: lời ca dâng Đảng, Đảng cho ta một niềm tin và Cao Bằng vững bước tương lai, gồm 13 tiết mục đặc sắc thuộc các thể loại ca, múa được dàn dựng theo phong cách âm nhạc và ngôn ngữ nghệ thuật múa, ballet và dân gian hiện đại. gồm 13 tiết mục đặc sắc thuộc các thể loại ca múa được dàn dựng theo phong cách âm nhạc và ngôn ngữ nghệ thuật múa ballet và dân gian hiện đại. Có sự góp mặt của hơn 200 ca sĩ, diễn viên đến từ Đoàn Nghệ thuật tỉnh, Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố biểu diễn. Chương trình thể hiện về những bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước khi có Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đường. Qua đó ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đồng thời nêu bật sự phát triển của tỉnh Cao Bằng trong thời kỳ đổi mới. Tại buổi tổng duyệt, các thành viên trong tiểu ban đánh giá cao chất lượng kịch bản chương trình, sự nỗ lực tập luyện của các ca sĩ, diễn viên, đồng thời tham gia góp ý cho đạo diễn, diễn viên hoàn thiện chương trình để đạt kết quả tốt nhất, chuẩn bị biểu diễn vào tối ngày 26 tháng 10, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện Bảo Lâm tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với đại diện nhân dân thị trấn Bác Miều, thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm của huyện và thị trấn đến nhân dân các dân tộc. Tại buổi đối thoại, bà con nhân dân đề nghị đền bù cho các hộ gia đình có đất bị thu hồi làm nghĩa trang huyện, đề nghị huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ở Bác Bang và những hộ gia đình không nằm trong diện quy hoạch đất của huyện. Đề nghị Thủy điện Mông Ân tiếp tục xem xét đền bù hỗ trợ cho những hộ gia đình bị mất đất, xem xét lại hệ thống cống thoát nước tại khu 1 do xả thẳng xuống ruộng làm ảnh hưởng đất canh tác của nhân dân, xem xét những hộ gia đình bị thu hồi đất chưa được đền bù đất tái định cư, có hướng xử lý chợ Châu Bò, lò gạch khu 4 hoạt động liên tục gây ô nhiễm môi trường. Lãnh đạo huyện đã trả lời những ý kiến kiến nghị của nhân dân, còn những ý kiến không thuộc thẩm quyền, huyện sẽ chuyển đến những cơ quan có thẩm quyền xem xét. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Hòa vừa tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyển quân năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2021. Năm 2020, huyện Quảng Hòa đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Ngay từ đầu năm, cấp ủy chính quyền địa phương đã thực hiện nghiêm túc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tiến hành công tác đăng ký quản lý, xét duyệt hồ sơ theo đúng kế hoạch, đảm bảo đúng trình tự và nâng cao chất lượng. Tổ chức lễ giao nhận quân đảm bảo nghiêm túc, trang trọng, đúng thời gian quy định. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền thực hiện tốt quy trình tuyển quân năm 2021, thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng để tuyển đúng, tuyển đủ về số lượng và chất lượng, chú trọng những công dân đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, công nhân viên chức chưa tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Công an huyện Trùng Khánh phát hiện bắt giữ 239 bao tải dứa đựng thuốc lá có tổng trọng lượng 5.659 kg, không có giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số hàng trên. Trước đó, ngày 18 tháng 10, Công an huyện Trùng Khánh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực xóm Bản Mới, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh. Phát hiện một xe ô tô tải biển kiểm soát 11K3669 chạy từ hướng Ngọc Khê đến thị trấn Trùng Khánh do Vũ Văn Lực, trú tại tổ 10, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng điều khiển và Trương Thị Thu Hà, trú tại tổ 10, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận toàn bộ số thuốc lá trên là của Trương Thị Thu Hà, thu mua từ người dân. Công an huyện Trùng Khánh cùng chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra 189 bao tải dứa chứa thuốc lá có tổng khối lượng là 4.531 kg. Ngày 19 tháng 10, Công an huyện Trùng Khánh đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực thuộc xóm Park Rao, xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh. Phát hiện một xe ô tô biển kiểm soát 11K2944 có 30 bao tải thuốc lá không rõ nguồn gốc có trọng lượng 672 kg. Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện là Hà Tiến Thịnh, trú tại tổ 7, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, và người ngồi trên xe là Tô Thị Hồng Duyên, trú tại thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh. Cũng tại huyện Trùng Khánh, vừa qua Công an huyện phát hiện một xe ô tô taxi mang biển kiểm soát 11A05637 đi từ hướng thị trấn Trùng Khánh ra thành phố Cao Bằng, đến khu vực xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh. Tổ công tác phát hiện trên xe có 20 bao tải thuốc lá có trọng lượng 456 kg. Qua kiểm tra, Hoàng Minh Giang, trú tại phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng điều khiển, không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc số hàng trên. Hiện Công an huyện Trùng Khánh tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.